Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với chuyên mục chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Thắng có địa chỉ tại Cửa Lò, Nghệ An. Đây là mẫu 3D đã được chủ nhà đẹp Tân Á chúng tôi phát thảo nên cho gia đình anh Thắng. Căn nhà của anh Thắng là căn biệt thự 2 tầng có phong cách tân cổ điển. Để chúng tôi bố trí tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với điện mái Nhật, giúp cho công trình thêm năng động, trẻ trung, hiện đại và tươi sáng hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, cổng chính cũng như hệ thống hàng rào đã tạo nên cho công trình của anh Thắng thêm bề thế và sang trọng. Khi cổng chính được chúng tôi bố trí là cổng sắt sơn tĩnh điện, hai cột ở bên cổng chính là cột vuông to khỏe khoắn sơn màu trắng, cũng như hệ mái ở cổng chính chúng tôi bố trí là hệ mái Nhật. Hệ thống hàng rào thì được chúng tôi bố trí xen ở giữa là hệ song sắt, giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng cũng như đảm bảo an toàn. Di chuyển từ sân vào phần sảnh, căn nhà của anh Thắng được chúng tôi bố trí gồm có 5 bậc cấp sử dụng đá granite. Đá granite có màu huy sáng giúp tôn lên không gian sống đẹp sang trọng đẳng cấp cũng như là chống trơn trượt rất là tốt, giúp gia chủ yên tâm hơn khi sử dụng. Như các bạn nhìn thấy thì căn nhà của anh Thắng được chúng tôi bố trí theo phong cách tân cổ điển. Chúng tôi đã bố trí mái vòm ở khu vực sảnh chính tầng 1 và phần sảnh chính tầng 2. Mái vòm ở đây giúp cho sảnh chính của các tầng thêm mềm mại và thanh thoát, cũng như là giúp ngôi nhà thêm cân đối và hài hòa hơn. Cửa chính được chúng tôi bố trí là cửa gỗ nhôm nam phi, giúp tạo độ bền đẹp theo thời gian, không bị cong vênh mối mọt, giá thành là hợp lý, cũng như là gỗ nhôm nam phi thì chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam rất là tốt hơn các loại cửa khác. Hai cột ở tiền sảnh được chúng tôi bố trí là cột vuông to khỏe khoắn, điểm xuyết những đường chỉ âm nhằm tạo điểm nhấn cho toàn bộ sảnh chính, cũng là tôn lên vẻ sang trọng đẳng cấp cho ngôi nhà. Xung quanh ngôi nhà được chúng tôi bố trí rất là nhiều bồn hoa và trồng cảnh, giúp cho gia đình anh Thắng có thể trồng những cây hoa nhỏ và cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh, trong lành và mát mẻ hơn. Nhìn từ góc độ bên trái sang căn nhà của anh Thắng, được chúng tôi bố trí thêm một sảnh phụ ở khu vực phía bên trái ngôi nhà, để giúp tất cả các thành viên trong gia đình anh Thắng có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt và tránh được mùi thức ăn ở khu vực bếp ở gây ra. Ngoài ra, căn nhà của anh Thắng thì được chúng tôi bố trí cửa hệ nhôm kính cho toàn bộ hệ thống cửa sổ, giúp điều hòa không khí được tốt hơn, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên, và nhôm kính thì thường có chi phí khá là hợp lý cũng như là tuổi thọ tương đối cao. Ngoài ra, căn nhà của anh được chúng tôi bố trí ở ban công tầng 2 là lan can con tiện, giúp tạo độ bền đẹp theo thời gian cũng như là tạo thẩm mỹ và đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Trên xe đông mái cũng như là trần nhà và cột nhà thì được chúng tôi bố trí rất là nhiều hệ thống đèn điện chiếu sáng, giúp chiếu sáng lung linh huyền ảo vào ban đêm cũng như sang trọng và bắt mắt hơn vào ban ngày. Nhắc đến ngôi nhà tân cổ điển thì được chúng tôi bố trí thêm những họa tiết rất là đơn giản cũng như là bắt mắt, như là đèn chung, hệ thống đèn chung giúp ngôi nhà luôn được sang trọng. Chân móng được chúng tôi ốp gạch thẻ tối màu, giúp cho ngôi nhà luôn được cao ráo thông thoáng cũng như là tránh rêu mốc theo thời gian. Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà của anh Thắng tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi, được bao bọc kiên cố bởi hệ thống hàng rào rất là chắc chắn. Ngoài ra thì căn nhà của anh Thắng được chúng tôi bố trí là hệ mái Nhật. Hệ mái Nhật ở đây chúng tôi bố trí là kết hợp giữa phong cách mái Thái và mái dốc châu Âu cổ điển, tạo nên cho ngôi nhà thêm mới lạ và độc đáo. Cũng như mái Nhật thì có độ dốc vừa phải, chống nóng và chống rụt ẩm mưa rất là tốt theo thời gian. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của Nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, nhà cấp 4 để các bạn có thể thỏa sức lựa chọn mẫu nhà mà mình ưng ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn thực tế và rõ ràng hơn. Các bạn hãy xem kênh YouTube như là một quyển cẩm nang để các bạn có thể khám phá cũng như là tạo được ý tưởng cho ngôi nhà trong tương lai của mình các bạn nhé. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn theo dõi và thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một website mang tên miền nhadeptana.vn. Chúng tôi cũng trưng bày mẫu nhà đẹp từ miền Trung sang tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập vào website nhadeptana.vn cũng như là kênh YouTube nhà đẹp để lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng trong tương lai các bạn nhé. Trong quá trình thi công và thiết kế căn nhà của anh Thắng có địa chỉ tại Cửa Lò, Nghệ An thì đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã phác thảo lên mặt bằng định vị công trình của gia đình anh Thắng để các bạn có cái nhìn thật là cụ thể và rõ ràng hơn. Chúng tôi cũng phác thảo lên mặt bằng định vị, mặt bằng phong thủy căn nhà của anh rất là cụ thể và chi tiết. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Thắng các bạn nhé. Căn nhà của anh Thắng thì tọa lạc trên diện tích đất là 8,0 x 15,4 m². Từ
Từ sảnh chính bước vào, chúng tôi bố trí phòng khách với diện tích là 21,8m². Chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là TV để giúp gia đình anh Thắng có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng bếp công ăn với diện tích là 21,5m². Ở đây thì chúng tôi cũng bố trí thêm một cửa phụ ở đây để giúp gia đình có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt ra sân ướt và tránh được mùi thức ăn. Ngoài ra ở khu vực tầng 1 thì chúng tôi bố trí gồm có 2 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,6 và 11,7m². Ở cuối nhà thì được chúng tôi bố trí một nhà vệ sinh chung với diện tích là 4,8m². Lên đến mặt bằng kiến trúc tầng 2 để chúng tôi bố trí gồm một phòng thờ với diện tích là 12,8m². Ban thờ chúng tôi bố trí hợp với phong thủy của gia đình anh Thắng, kết hợp với cửa sổ và cửa ngủ ở ban công, giúp cho phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào, tạo không gian phòng thờ luôn được linh thiêng và trang trọng. Phòng sinh hoạt chung được chúng tôi bố trí với diện tích là 13,1m². Chúng tôi cũng không quên bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là TV ở đây để giúp gia đình anh Thắng có khoảng không gian để vui chơi giải trí, thư giãn, đọc sách và thưởng trà, giúp các thành viên trong gia đình gắn kết được với nhau. Ngoài ra, tầng 2 thì chúng tôi bố trí 2 phòng ngủ có diện tích lần lượt tương đương với diện tích của tầng 1 với diện tích là 13,6 và 11,7m². Ngoài ra, một nhà vệ sinh chung chúng tôi cũng đặt với diện tích như ở diện tích 1 là 4,8m² và một sân phơi với diện tích là 8,3m². Xung quanh ngôi nhà của anh Thắng thì được chúng tôi bố trí rất là nhiều hệ thống cửa sổ các bạn ạ, giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng cũng như là giúp không gian sống của gia đình anh Thắng thêm hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Thắng có địa chỉ tại Cửa Lò, Nghệ An. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi các bạn sẽ có thêm một ý tưởng cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi đang chạy trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại.